Bên cạnh sản xuất cây lúa, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền còn là một địa phương có phong trào sản xuất rau màu phát triển mạnh. Trong những năm qua, cùng với việc đưa vào sản xuất mô hình rau an toàn theo quy trình Việt Gáp, hội nông dân xã còn phù hợp với các ngành chức năng tập huấn, nâng cao kỹ thuật canh tác, chăm sóc rau màu cho bà con nông dân. Những ngày này, mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa nắng thất thường, rét đậm kéo dài, nhưng bà con nông dân các vùng chuyên canh rau màu Điền Lộc vẫn bám sát đồng ruộng, chăm sóc nhiều diện tích rau xanh nhằm đảm bảo năng suất cao. Vì đây là hoa màu mang lại thu nhập gấp nhiều lần so với cây lúa. Hộ gia đình ông Lê Văn Thành sở hữu diện tích 2 sào rau màu, mỗi năm đưa vào sản xuất 8 chu kỳ, thu nhập bình quân đạt từ 48 đến 50 triệu đồng một sào một năm. Gia đình tôi là trồng cái rau màu này là có gì cũng trên 30 năm rồi. Theo như thu hoạch á thì nó thật là cũng gấp 3 đến 4 lần lúa. Nói gia đình là có chứ cũng như cái trồng rau màu này nên như là nói chung kinh tế gia đình cũng khá giả. Ở mình đây thì trồng rau thì từ lâu chứ rồi thì vẫn trồng được, nhưng mà thời tiết gặp nhiều năm là thời tiết khó, là trồng rất là khó. Như đặc biệt như năm nay, như còn mấy năm trước thì trồng vẫn bình thường, nhưng mà đầu ra thì ấy khó rồi. Toàn xã Điền Lộc hiện có tổng diện tích 50 hectare rau màu các loại với sự tham gia sản xuất của khoảng 450 hộ dân. Ước giá trị thu nhập từ rau màu đạt từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng một hecta một năm. Nhiều mô hình sản xuất rau bước đầu đã mang lại hiệu quả cao như mô hình trồng ném, rau trái vụ, mô hình trồng rau vượt lũ. Song để giúp bà con hội viên nông dân nâng cao giá trị sản phẩm, năm 2017, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền phê duyệt dự án sản xuất rau an toàn theo quy trình Việt Gáp, gồm quy mô 2 hecta với 50 hộ tham gia. Trên cơ sở đó, trong những năm qua, Hợp tác xã Nông nghiệp, Hội Nông dân xã Điền Lộc phối hợp với các ban ngành chức năng, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo quy trình Việt Gáp đến các thành viên Hợp tác xã cùng bà con nông dân để nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm và thu nhập cho người dân, tiến tới xây dựng thương hiệu rau sạch Điền Lộc. Tôi đề nghị lên cấp trên là tạo điều kiện cho bà con là tập huấn về bên rau sạch và nâng cao về kỹ thuật để bà con trồng được bảo đảm an toàn hơn. Và cũng kính trên cấp trên là tạo điều kiện cái nguồn ra cho bà con. Vì hiện nay mà làm bên rau sạch mà rau an toàn thì đầu ra rất là khó. Thế bà con cũng không ít mặn, nói thật tình là cũng ít mặn mà về làm rau sạch. Trước diễn biến bất thường của thời tiết khiến cho việc sản xuất rau màu của bà con nông dân ngày càng khó khăn. Ngoài kinh nghiệm của người dân vùng chuyên canh rau màu truyền thống Điền Lộc, chính quyền địa phương, hội nông dân xã Điền Lộc còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nông dân tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và xây dựng các mô hình rau sạch theo hướng Việt Gáp. Tùy theo tình hình diễn biến của thời tiết để chọn các giống rau và có những biện pháp bảo vệ cây trồng hợp lý, thích ứng để góp phần nâng cao thu nhập cũng như hạn chế thiệt hại cho bà con nông dân khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.